Hoan nghênh và chào đón các bạn đến với channel của Kamisi. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn bán lẻ quần Jean Nam uy tín số 1 ở trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang quan tâm cho mình về những sản phẩm quần Jean Nam đẹp, phong cách thời thượng, hot trend cao cấp thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc quần Jean Nam ống côn. Đây là một trong những sản phẩm cũng rất là mới lạ ở trong năm 2024 này. Sản phẩm của chúng ta thì sẽ có kiểu trơn và mài nhẹ các bạn nhé. Điểm nhấn nổi bật nhất ở trên sản phẩm này đó chính là ở cái phần phía sau túi quần ở đây, chúng ta sẽ có những cái họa tiết ví dụ như là in màu trắng cũng như là màu xanh như thế này, rất là đẹp. Những chi tiết ở trên này thì mình đánh giá họ làm thì rất là tốt các bạn nhé. Từ những cái đường chỉ may thì họ may rất là gọn gàng này, cũng như chất liệu vải mềm mượt mịn màng, co giãn đàn hồi 4 chiều cực kỳ tốt. Và những chiếc quần Jean Nam ống côn nó sẽ cho bạn những cái form dáng rất là năng động, trẻ trung và cá tính nữa. Ở phía bên trên đây chúng ta sẽ có một chiếc tắc da, và ở phần trên tắc da thì chúng ta sẽ có cái phần kim loại màu vàng rất là đẹp. Mà tắc da ở trên này thì mình thấy rất là dày các bạn nhé. Và cái da này thì là da bò thật 100%. Những đường chỉ may các bạn nhìn này, họ làm rất là đẹp, rất là thẳng hàng, cũng như là đường chỉ may thì rất là dày dặn. Mình sẽ mở sản phẩm này ra ngay để cho bạn cùng xem. Cái phần cặp quần của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ có những cái họa tiết rất là giống ở cái phần túi ở đây các bạn nhé. Và với những cái họa tiết này, đối với những bạn nào mà thích sơ vin để lộ ra thì nó rất là tinh tế, cũng như là nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái điểm xước nhẹ ở phía sau túi quần và mài bạc ở phần đây các bạn nha. Sản phẩm của chúng ta thì nó sẽ có kiểu trơn thôi. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem. Và đây chính là mặt trước sản phẩm của chúng ta, các bạn nhìn thấy rất là rõ. Nó sẽ được xước nhẹ ở hai bên ống quần, cũng như là cái màu sắc của trên sản phẩm này thì nó sẽ là màu xanh biển các bạn ạ. Những cái điểm nhấn ở trên đây nữa thì chúng ta còn có cả ở cái phần túi phụ đây, nó cũng rất là cái giống cái túi đằng sau đây các bạn ạ. Và ở cái phần cặp quần ở đây thì chúng ta sẽ may theo kiểu so le. Ở bên trên đây thì chúng ta sẽ có những cái họa tiết ở bên trong, còn ở đây là bên ngoài, nó làm so le với nhau, nó làm rất là đẹp các bạn thấy không ạ. Những cái điểm nhấn thì rất là tuyệt vời. Còn về phần nút cài hay là đinh tán ở đây thì họ làm từ bằng đồng, và họ làm rất là nổi. Và cái màu vàng đây mình rất là yêu thích các bạn nhé. Những con chữ ở trên này, chữ CD này các bạn thấy không, họ làm, họ phủ lên một cái lớp sơn rất đẹp, rất bóng. Cái phần nút cài đây thì quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Cái phần cạp ở trên này thì nó co giãn rất là tốt các bạn nhé, dày dặn nhưng mà nó co giãn rất là tốt và nó cực kỳ là mềm luôn. Còn phía bên đây thì chúng ta sẽ có những cái điểm nhấn, ví dụ như là cái phần kim loại đây, đó, rất đẹp. Những cái điểm nhấn ở đây thì họ cắt CNC rất là đẹp các bạn nhé, rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Túi quần của chúng ta thì rất là sâu. Với cái màu xanh như thế này thì các bạn cũng có thể là lên cho mình những cái bộ outfit vô cùng là đơn giản, thoải mái, như là áo sơ mi hay là áo thun, áo phông thì đều rất là hợp lý. Đây là một trong những sản phẩm mới nhất mà bên mình mới cập nhật về. Và nếu như các bạn cũng muốn sở hữu em nó thì hãy liên hệ ngay tới Kamisi qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới đây. Ngoài ra những thông tin liên hệ khác bên mình có để ở bên dưới phần mô tả. Khi mua sản phẩm các bạn hoàn toàn được kiểm tra, mặc thử thoải mái sau đó mới phải thanh toán. Bên mình hỗ trợ đổi hàng trong vòng 7 ngày nếu như các bạn không vừa. Và mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là xem hết video. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nha. Mình xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn.